Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Lạc Lối Yêu của tác giả Trang Moon. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hội trường được ổn định bởi MC, Diệp An rất sốt ruột muốn ra nhìn ba mẹ anh. Có ai như cô đến tận lúc cưới vẫn chưa biết mặt ba mẹ chồng không? Cánh cửa phòng cuối cùng cũng được mở ra, trống lòng cô đập thình thịch, phải hít thở sâu, thổi ra một hơi mới nhấc chân bước. Bạn học của cô đều có mặt, thậm chí có cả bảo an. Mặt cô ta sưng xỉa nặng trình trịch, lại còn mặc váy trắng công chúa, thật nực cười. Ngồi nhìn người mình thích kết hôn cùng đứa mình ghét, làm sao mà dễ chịu được chứ? Cô không nhìn về phía Thiệu Khiêm mà đưa mắt tìm ba mẹ anh, chẳng nhận ra là ai luôn. Ái Vân ngồi cạnh Hải Tùng và ba mẹ hất mặt ra hiệu cho cô cười lên, đang run vì hồi hộp, cười sao nổi cơ chứ. Thiệu Khiêm ra tận giữa sân khấu, nắm tay khi thấy cô đi quá chậm, đã vậy còn không thèm nhìn anh. Ôm eo cô, anh ghé tai hỏi nhỏ, em làm sao vậy? Ba mẹ anh đâu? Người đàn ông ngồi hàng ghế đầu thứ ba. Vậy em đã ngờ ngợ nhưng không dám nhận. Còn mẹ anh? Bà ấy trục trặc giấy tờ nên không về kịp, mai sẽ tới. Cô thấy chẳng đúng lắm với lời giải thích ấy gì cả. Đứng giữa trung tâm nhìn xuống, mọi người đều mỉm cười như chúc mừng hạnh phúc của cả hai. Ba anh bước lên sân khấu, ông có dáng người giống anh, mặt cũng hao hao. Ông không phát biểu mà chỉ giang tay ôm con trai. Cô thấy anh đứng im không ôm lại, liền chạm tay anh nhắc, nhưng Thiệu Khiêm vẫn một biểu cảm lạnh lùng. Chào mừng con là con dâu của nhà họ Đồng chúng ta, chúc hai con hạnh phúc. Cháu, con cảm ơn ba. Diệp An cũng chìa tay ra khi ông muốn bắt tay. Một người mang lên sân khấu những chiếc hộp đủ kiểu dáng chứa đồ trang sức. Ông nhận lấy đặt vào tay cô. Ba mẹ chuẩn bị quà cho hai con. Dạ, con xin ba mẹ. Con dâu, tên đầy đủ của con là gì? Diệp An ngẩn người. Chẳng lẽ anh thực sự không nói về cô với ba mẹ mình sao? Người ta cưới xin qua ba mẹ, ít nhất họ cũng phải biết đến con dâu mình như thế nào, đằng này đến tên còn không biết. Cô nhìn Thiệu Khiêm, anh không biểu cảm gì. Từ lúc ba lên sân khấu, anh không hề cười, không chào đón, thậm chí có phần lạnh lùng bài xích. Ba, con tên là Đinh Diệp An, sinh viên năm 3, đại học y ạ. Đinh Diệp An. Khuôn mặt ông sửng sốt nhắc lại tên cô đầy bất ngờ, rồi đưa mắt nhìn Thiệu Khiêm. Anh lại lạnh lùng nói, ba về chỗ ngồi đi, cho bọn con làm lễ. Diệp An thấy sắc mặt ông xấu đi, nhìn Thiệu Khiêm đầy khó hiểu, rồi lại nhìn cô lần nữa, sau đó mới khẽ nói, hôm nào con dâu qua nhà ba mẹ chơi nhé. Dạ, mai con và anh ấy qua ạ. Nói rồi ông xuống khỏi sân khấu. Diệp An đưa hộp trang sức về phía Ái Vân, nhờ nó giữ hộ, còn bản thân tiếp tục làm hết nghi lễ. Tiếp xúc với ba chồng xong, trong lòng cô bồn chồn khó tả. Từ lúc ấy tâm trí luôn đặt ra câu hỏi hồ nghi, vì sao ba anh lại bất ngờ khi nghe tên rồi nhìn cô biến sắc như vậy. Có thể đã có chuyện gì kinh khủng xảy ra nên Thiệu Khiêm mới nhất định không giới thiệu cô với ba mẹ. Cô biết anh và ba mẹ có khúc mắc, nhưng hình như nó còn liên quan cả đến cô nữa. Môi mềm mại ấm nóng, khuôn mặt Thiệu Khiêm gần sát bên. Anh nhẹ hôn nhắc, dù sao em cũng đồng ý lấy anh rồi, đừng khiến người khác tưởng em không thuận đám cưới này chứ. Diệp An nhoẻn miệng cười, bám tay lên cổ anh, chủ động kéo xuống hôn đáp lễ.
Dưới khán phòng, một tràng pháo tay nổ ra giòn tan ầm ĩ, còn cô vẫn không buông anh ra. Dù hôn nhau rất nhiều, nhưng luôn là anh chủ động. Không những vậy, hoàn cảnh hôm nay có thể nói là vô cùng đặc biệt. Nụ hôn trở nên dịu dàng, ngọt lịm, khiến cô không muốn dừng lại. Son dính lên môi Thiệu Khiêm, cô bật cười thành tiếng, nhón tay lau đi. Ừ thì, cuối cùng từ ghét nhau họ đã trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người. Hải Tùng nghiêng người về phía Ái Vân hỏi, thấy bạn cưới tâm trạng thế nào? Tất nhiên là tôi mừng cho nó, vì đã lấy được người mình yêu, đã vậy còn là chàng trai mà nhiều người mơ ước nữa. Tôi tưởng cô sẽ tủi thân khi mình còn ế chứ. Ế gì mà ế, tôi là tập trung học hành, chứ ai lại tót đi lấy chồng như nó chứ. Hải Tùng bật cười thành tiếng, tự nhiên đưa tay xoa xoa cục u trên trán. Cô suýt xoa hỏi, đầu còn đau không? Lát qua viện kiểm tra một chút đi, xem có ảnh hưởng đến não không. Tôi có làm sao đâu mà kiểm tra, mà người muốn bắt cóc Diệp An trong ngày cưới như thế này chỉ có thể là tình địch của nó thôi. Anh đoán ra ai không? Không cần nghĩ cũng đoán ra. Ai vậy? Vì sao tôi phải nói với cô? Đi khám rồi tôi nói cho cô biết người đó là ai. Ái Vân bĩu môi hử lạnh, anh là đang quan tâm đến tôi phải không? Hay là lại muốn lên giường với tôi rồi? Tôi không nghĩ đến, nhưng ý kiến cô đưa ra cũng không tồi đâu. Anh... Ái Vân thấy nghi lễ đã kết thúc, mọi người bắt đầu dự tiệc thì không thèm ngồi đấy nữa, mà đứng dậy đi về phía phòng chờ với Diệp An. Có ý tốt muốn vào giúp bạn thay đồ, nhưng cô lại không có cơ hội ấy nữa. Thiệu Khiêm đang giúp vợ cởi váy, tự nhiên thay váy khác không chút vụng về. Hai người có cần phải tình cảm đến thế không vậy? Ái Vân xoay người đi, ngược lại mang theo số nữ trang hồi môn của Diệp An. Mà nhìn thấy rồi còn giả bộ đi ngược cái gì chứ? Cô quay lườm mắt nhìn bạn. Thiệu Khiêm kéo khóa váy cho Diệp An xong, còn đặt xuống lưng cô tiếng hôn thật mạnh. Nếu em thấy ghen tị thì tôi thấy bác sĩ khoa ngoại thần kinh hợp với em đấy. Về làm mợ của Diệp An chắc rất thú vị. Thầy đừng có trêu em, anh ta không hợp với em. Tao lại thấy rất hợp nha. Hai người hùa vào ức hiếp một người bé nhỏ như tôi, không thấy tội nghiệp sao chứ? Thiệu Khiêm cười thành tiếng, kéo ghế cho Diệp An ngồi xuống dặn, anh ra tiếp khách, em ngồi đây rồi nhân viên nhà hàng mang đồ ăn vào thì ăn lót dạ đi, quá bữa rồi. Đúng là chồng người ta kìa, cảnh này em mà quay lại gửi lên nhóm lớp, có đứa sẽ ghen tị mà chết sớm cho coi. Vậy sao em không quay, tôi đâu có cấm. Nói rồi anh còn hôn Diệp An trước mặt Ái Vân mới rời đi. An, sao mẹ thầy ấy không đến vậy, cả ba mày nữa, ông ta cũng không đến sao? Dù sao ông ta cũng dứt ruột đẻ ra mày mà. Tao và ông ấy đoạn tuyệt quan hệ rồi. Hai ngày trước tao cũng có về mời nhưng bị đuổi đi không thương tiếc. Người ta đã không thích thì ép làm gì. Bây giờ gia đình của tao là Thiệu Khiêm, chứ không phải là họ. Ừ, thôi quên họ đi. Người không đáng đừng bận tâm. Mà nghe nói vì vụ của mày mà họ phá sản hả? Đáng đời, nghiệp quật không chừa một ai mà. Ai bảo ngu si tự đi châm xăng đốt lửa. Dù cô có muốn bận tâm, muốn coi họ như gia đình cũng không nổi nữa. Quan hệ gia đình ấy sớm đã chấm dứt từ lúc họ ép cô kết hôn vì lợi ích của bản thân rồi. Cậu Hải Tùng đã phải đứng ra chuộc thế chấp căn biệt thự họ đang ở, vì đó là mảnh đất gia đình. Còn bây giờ họ kiếm tiền ra sao, làm gì để sống sau phá sản thì cô chẳng quan tâm nữa. Ra đến phòng tiệc, Thiệu Khiêm đang bị sinh viên ép uống một vòng với từng người một. Họ thấy Diệp An liền kéo đến rót rượu. Cô dâu cũng nên uống với chúng tôi một vòng đi, nay hai người say tân hôn mới phê nha. Thiệu Khiêm nhấc cốc trên tay Diệp An ra lắc đầu. An bị dị ứng với rượu nên không thể uống. Để tôi uống bù cho cô ấy 3 ly được chứ? Thầy làm vậy là không được, nhưng miễn cưỡng chấp nhận. Thiệu Khiêm đón lấy 3 ly rượu rót đầy đến tràn cả ra tay uống cạn. Mặt anh đỏ gai gắt, còn có phần đứng không vững.
Thầy phát biểu cảm tưởng khi lấy sinh viên của mình đi ạ. Thầy 31 tuổi, vậy là hơn An tròn 10 tuổi rồi. Thầy có sợ mình già so với bạn học An không ạ? Lấy vợ trẻ là một tài năng đấy. Anh kéo Diệp An đứng lên trước, ôm lấy gác cằm lên vai cô hỏi. Em có thấy anh già so với em không? Cô nghiêng mặt hôn anh đáp. Gừng càng già càng cay. Đấy, các em thấy chưa? Vợ tôi còn tự hào vì lấy chồng hơn nhiều tuổi đấy. Một người lém lỉnh hỏi. Thầy, hai người đã vượt quá giới hạn chưa? Thầy có chiều được bạn học An không? Sinh viên không có gì là ngại hỏi. Diệp An đỏ mặt, ánh mắt nhìn đến chỗ Bảo An đang nhìn về phía họ. Có lẽ đã uống nhiều nên mặt mũi cũng đỏ ửng. Tôi không phải người có thể yêu trong sáng. Câu trả lời của anh khiến sinh viên thích thú ồn ào hết cả hội trường. Dù đã uống nhiều, nhưng đến bàn nào Thiệu Khiêm cũng phải uống với mọi người. Đến khi tàn tiệc thì đứng không nổi nữa. Diệp An cùng Hải Tùng dìu anh vào phòng chờ để cô tiễn khách. Cậu cho anh ấy uống cốc nước giải rượu được không? Cháu nhờ nhân viên nhà hàng pha rồi. Bây giờ cháu ra tiễn khách cho phải lễ nghi. Được rồi, vậy cháu ra ngoài đi. Cậu xuống nhà bếp lấy nước. Thiệu Khiêm say không biết gì, nằm trên băng ghế dài nhanh chóng ngủ say, còn mê sảng nữa. Diệp An lấy áo đắp lên người cho anh. Lời anh nói trong miệng không rõ, lại tưởng anh muốn gì nên ghé sát bên miệng anh nghe. Mẹ xin lỗi, xin lỗi. Tại sao anh lại xin lỗi mẹ mình thì cô cũng không hiểu. Thiệu Khiêm kín tiếng nên nếu anh không thích sẽ không bao giờ nói ra. Đợi sau này khi họ thực sự thân thuộc, cô mong anh sẽ tâm sự về cuộc sống xung quanh anh. Chẳng lẽ mẹ anh giận nên mới không về dự đám cưới? Khiêm nằm đây đợi em xíu rồi về nhà nhé. Đứng dậy rời đi vội vàng, Diệp An không để ý có người đứng sau cửa. Chờ cô khép lại là nhìn về phía Thiệu Khiêm, chậm chậm tiến đến. Bảo An lảo đảo tiến đến chỗ người đàn ông, say đến không còn biết trời đất là gì nữa. Dù vậy cô ta cũng không dám chạm tay đến, chỉ đứng nhìn trong tiếc nuối rất lâu. Thiệu Khiêm, nếu Diệp An không tốt, có thể dành cơ hội cho em được không? Em sẽ chờ đến lúc ấy. Vợ anh chắc sẽ không còn muốn bên anh nữa, nếu nó biết mục đích thực sự của anh kết hôn với nó là gì nhỉ? Ngay từ đầu nhìn thấy nó, em đã có chút quen mắt, mà hôm nay mới nhận ra sự bất thường ấy. Em không vội, nên sẽ đợi ngày anh rời bỏ nó trở về bên em. Cuối cùng cô ta cũng lấy được can đảm, ngồi xuống chạm tay lên ngũ quan sáng của người đàn ông. Khẽ nhổm người định hôn lên môi anh, nhưng cánh cửa phòng bật mở, khiến Bảo An giật mình đứng bật dậy. Cô là ai? Đang làm gì ở đây? Hải Tùng nhìn cô ta thiếu thiện cảm, mang cốc nước lại gần Thiệu Khiêm đặt xuống, chưa vội cho uống mà nhìn dò xét. Tôi tìm Diệp An nhưng thấy chồng cô ấy nói gì đó, nên đang định nghe để giúp đỡ. Chẳng có bạn nào lợi dụng chồng bạn say mà sán vào như thế này đâu. Nói mau, cô đang định làm gì? Tôi không làm gì cả, xin phép. Nói rồi cô ta vội vàng rời đi như chạy trốn. Hải Tùng đã kịp lưu lại đặc điểm nhận dạng của Bảo An. Này, cậu mau dậy uống đi. Tôi không vào thì đã bị gái lạm dụng rồi nhé. Nâng Thiệu Khiêm ngồi dậy, Hải Tùng đưa cốc nước đến tận miệng cho anh uống. Sai thế này, hôm nay đừng có động vào Diệp An. Con bé đang có thai đấy, nên cẩn thận một chút. Thiệu Khiêm uống hết cốc nước có chút tỉnh táo mà cáu. Sao anh hay càu nhàu như một ông già vậy? Tôi nhắc anh nhớ, cô ấy giờ là vợ tôi, nên đừng có lợi dụng mối quan hệ không giống ai kia mà lại gần vợ tôi. Đừng nói nhảm, tôi đâu xấu xa như cậu, lật mặt hơn cả trở bàn tay nữa. Cậu mà để con bé khóc, hay để mấy con ve bậu sậu bên cậu hành con bé thì đừng trách tôi. Biết rồi, anh nghĩ mình làm được gì tôi sao? Thiệu Khiêm bắt đầu ngả người ra thành ghế, mặt mũi nhăn nhó. Đau đầu quá, vợ tôi đâu rồi? Con bé đi tiễn khách, vừa nãy có một cô gái rất khả nghi vào đây định hôn cậu đấy. May mà tôi vào kịp. Trông cô ta như thế nào? Song giọng cao, tóc ngắn ngang vai, mặc chiếc váy trắng xòe, đuôi mắt có nốt ruồi.
Không biết là ai, không quan tâm. Nghĩ đi mà tránh xa cô ta ra. Được rồi, để tỉnh táo tôi nghĩ. Đầu óc say rượu đến mơ màng, bảo anh nhớ được người không quan trọng, không để tâm thì làm sao mà nhớ. Diệp An tiễn hết khách ra về, nhìn vị khách cuối cùng mỉm cười. Ba, cảm ơn ba đã có mặt ạ. Ba nói chuyện với con dâu một lát được không? Dạ được ạ, con mời ba vào bàn ngồi cho đỡ mỏi chân ạ. Diệp An dẫn ông sang khu vực bán cà phê của khách sạn, chọn một chỗ ngồi yên tĩnh, gọi hai cốc trà nhẹ hỏi. Ba đi đường dài về có mệt không ạ? Khuôn mặt ông thoáng ngây ra rồi lắc đầu đáp lại. Con và Thiệu Khiêm quen nhau lâu chưa? Dạ tính đến hôm nay là 2 năm 2 tháng ạ. Cũng lâu rồi nhỉ, vậy mà nó không nói gì với ba cả. Diệp An thấy có lỗi và khó nghĩ trước lời trách móc vu vơ ấy. Ba, con xin lỗi ạ, đáng lẽ con phải đến chào ba mẹ trước. Thiệu Khiêm không cho con đến chào chúng ta phải không? Dạ, thật ra anh ấy bận quá nên chưa sắp xếp được. Ba đủ hiểu con trai ba mà, nhưng ba không trách nó. Ba anh cười nhưng lại phảng phất nỗi đau nào đó mà không nói thành lời. Uống một ngụm trà, cô khẽ hỏi. Ba, có phải mối quan hệ của hai người không tốt? Cũng không có gì đâu, sau này con sẽ hiểu. Mai con có thể đưa nó về thăm nhà được chứ? Dạ, con sẽ nói với anh ấy về thăm ba mẹ sớm nhất có thể ạ. Cảm ơn con, cuộc sống của con tốt chứ? Diệp An không hiểu ý nghĩa câu hỏi nên có chút bối rối. Ông mỉm cười xua tay. Ý ba là Thiệu Khiêm không gây khó dễ gì cho con chứ? Dạ không ạ. Trước kia là rất nhiều, còn gần đây thì anh đã thuần tính hơn khi cô mang thai. Vậy thì thật tốt. Thôi, ba không làm phiền con nữa. Sắp xếp qua nhà ba mẹ chơi nhé. Vâng ạ, con chào ba. Tiễn ông ra tận cửa, cô mới trở vào đã thấy Thiệu Khiêm dựa tường đứng gần đó nhìn mình chăm chăm. Anh tỉnh rồi sao? Ông ấy nói chuyện gì với em? Khuôn mặt anh lạnh, giọng nói còn nghiêm khắc làm cô chột dạ. Ba chỉ dặn em ngày mai hai vợ chồng mình về nhà thăm ba mẹ thôi ạ. Thiệu Khiêm đi về phía cô, vòng tay ôm eo hỏi. Ừ, về nhà thôi, em mệt chưa? Một chút thôi. Về em nấu gì cho anh ăn giải rượu nhé. Khi nãy chỉ uống chưa ăn được gì cả. Ăn thịt em là được rồi, không cần nấu. Cô thúc nhẹ vào hông anh. Cả hai cùng cười thành tiếng rời khỏi khách sạn. Ghé siêu thị mua đồ, về đến nhà Diệp An thay vội quần áo định nấu gì cho anh ăn. Nhưng Thiệu Khiêm lại dễ tính đột xuất. Em nấu mì ăn cũng được, không cần cầu kỳ. Anh đâu có thích ăn mì chứ. Hôm nay tân hôn không cần ăn đồ bổ dưỡng quá, không sẽ bội thực đấy. Tân hôn chỉ dành cho cặp nào người ta chưa ăn trái cấm thôi. Mình ăn chán rồi thì có ý nghĩa gì chứ? Em chán. Cô rụt cổ lắc đầu không đáp, lùi đi vào bếp, lấy thực phẩm trong tủ lạnh ra nấu. Điện thoại có cuộc gọi đến, tay đang bóc dở tôm, nên Diệp An thò đầu ra khỏi bếp gọi. Khiêm, nghe hộ em xem ai gọi với. Gọi đến 3 lần không thấy anh trả lời. Diệp An rửa tay chạy ra nghe điện thoại. Hóa ra giáo vụ trường gọi báo hồ sơ của cô đã được duyệt và hẹn phỏng vấn online sau 2 ngày nữa. Tắt điện thoại, cô liền gọi lớn. Thiệu Khiêm, anh đang ở đâu vậy? Ngó ra ngoài sân, anh đang ngồi ở ghế còn hút thuốc nữa làm cô lạ lẫm. Anh cực ít hút thuốc, hay nói chính xác hơn là gần như không hút. Thế mà nay lại có thuốc ngồi đốt thế kia. Đứng ở cửa nhà, cô nói vọng ra. Khiêm, anh làm gì mà không nghe em gọi vậy? Lúc này anh mới giật mình xoay người lại, vội dập điếu thuốc trên tay, còn như đợi mùi thuốc tản đi mới đến gần. Em nấu xong rồi à? Anh làm sao vậy? Có phải hối hận vì đã kết hôn rồi không? Em đừng nghĩ bậy bạ, anh đói rồi cho anh ăn đi. Cứ vậy mà anh trở vào nhà không đợi cô đi cùng. Càng lúc cô càng thấy anh khó hiểu nhiều hơn nữa. Thở dài vào bếp thả rau vào nồi nước dùng, mà đầu óc vẫn ngơ ngẩn khi lần nữa thấy anh đứng uống cốc nước cũng thả hồn đi đâu mất. Anh không chịu nói thì cô cũng chẳng cậy miệng được.
trong cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể có nói, khi lời nói và ngôn ngữ cơ thể của một người mâu thuẫn với nhau, thì phụ nữ sẽ không tin vào nội dung lời nói. Hiện tại Thiệu Khiêm chính là đang như vậy, anh nói không có gì, nhưng thực chất là lòng anh đang đối lập lời nói. Đổ nước canh vào bát mì, xếp đồ ăn lên trên, Diệp An bất cần chạm tay vào thành bát liền suýt xoa. Nóng quá. Mang đồ nóng mà em lại dùng tay không sao? Thiệu Khiêm nhấc tay cô lên kiểm tra chỉ hơi đỏ, liền kéo đến xả dưới vòi nước lạnh. Diệp An nhân cơ hội nhìn chồng, tiếp tục suy đoán không xa mà buột miệng nói. Bây giờ em là vợ anh, nên có chuyện gì hãy nói cho em biết được không? Chỉ để chúng ta hiểu nhau hơn, ngược lại em cũng sẽ như vậy, sẽ nói cho anh biết những gì xảy ra với em, để cùng nhau tìm cách giải quyết. Tay cô được kiểm tra cẩn thận, với bác sĩ đôi tay gần như mạng sống vậy, nên Thiệu Khiêm luôn chú trọng cẩn thận khi dùng tay làm bất cứ việc gì. Anh không trả lời cô mà dặn. Em nên bảo vệ tốt đôi tay mình, nếu muốn trở thành một bác sĩ khoa ngoại, nhớ chưa? Bất kỳ vết thương lớn nhỏ gì cũng phải tránh tay mình ra. Em nhớ rồi, chỉ là thấy anh buồn nên mới mất tập trung thôi. Anh ngây ra nhìn cô nhẹ xoa đầu. Được rồi, ăn thôi. Anh không buồn, chỉ là uống nhiều rượu quá nên đầu óc thiếu tỉnh táo. Vậy lần sau anh đừng uống nhiều nữa. Hôm nay là ngày anh được lấy vợ, uống nhiều hơn bình thường thôi. Còn sau này hứa với em sẽ không uống say được chưa? Diệp An gật đầu tạm chấp nhận, định bụng sẽ không ăn, nhưng rồi lại lấy ra hai đôi đũa, ngồi xuống bàn đợi Thiệu Khiêm bê bát mì ra. Chúng ta ăn chung một bát nhé. Cô hào hứng đề nghị, còn gõ thìa đũa vào nhau tủm tỉm cười. Em có biết phụ nữ ăn sau 8 giờ tối là không nên, và mì tôm cũng không tốt cho em khi đang mang thai. Thì em ăn rau, ăn thịt, ăn tôm hộ anh, còn anh ăn mì. Giảng đạo lý là vậy, nhưng anh vẫn ngồi xuống ghế bên cạnh, đẩy bát mì ở giữa cho cô ăn cùng. Em ăn một miếng mì thôi nhé. Thiệu Khiêm gắp lên đũa mì, nhẹ đánh mắt là Diệp An há miệng nhận lấy mút chụt một phát. Em không giữ ý tứ gì trước mặt anh vậy? Có gì mà phải giữ chứ, em vốn dĩ như vậy rồi, sao phải ỏn ẻn e thẹn làm gì? Một miếng lại đòi thêm một miếng, càng thấy cho càng đòi nhiều. Nấu cho anh ăn mà cô ăn còn nhiều hơn. Tôm thịt không chừa cho chồng lấy một miếng. Anh, nó thế này không tân hôn được đâu. Thiệu Khiêm không thèm nói khi cô xoa xoa cái bụng no căng của mình, thật giống chư bát giới. Còn sợi mì cuối cùng, anh gắp vào miệng quay sang cô. Em ăn nốt đi cho khỏi lạc đàn. Thôi, anh ăn đi, phần anh. Nào, chia đôi. Nếu anh chạm môi em nhanh hơn thì lên tắm rửa sạch cho anh tân hôn, còn em ăn nhanh hơn thì được ngủ. Thật? Dối em làm gì, mau lên. Diệp An cười thành tiếng rung cả người, vì không nghĩ có lúc anh lại trẻ trâu đến thế. Vậy mà cô lại hưởng ứng làm theo, há miệng ngậm lấy đầu sợi mì còn lại. Không những chạm môi trước, anh còn mang lưỡi vờn quanh môi cô một vòng, vênh mặt đắc ý. Lên tắm đi, thơm tho sạch sẽ, đặt lên giường cho anh. Vậy anh rửa bát dọn bếp nhé. Ừ, mau mau lên chuẩn bị đi. Khúc khích cười, Diệp An đứng lên đi về phòng. Vừa đi miệng vừa không ngậm nổi khi nghĩ đến việc cô cố tình ăn chậm cho anh thắng. Tâm trạng đang bị chi phối bởi việc không vui, cô giúp anh vui vẻ hơn. Bằng chứng là anh đã cười thành tiếng và cô cũng vui không kém. Pha nước ấm đổ tinh dầu, Diệp An còn vơ hết cánh hoa hình trái tim trên giường, thả vào bồn tắm mới thả mình ngồi vào thư giãn. Anh thích thơm, cô sẽ cho da thịt ngấm hương thơm luôn. Vậy mà cô ngủ quên mất trong sự thư giãn ấy, đến khi anh lai gọi mới mở mắt. An, anh tưởng em tắm kỹ, hóa ra là ngủ à? Vậy mà anh cứ vừa làm việc vừa đợi, dậy mau không lạnh bây giờ. Diệp An vẫn ngái ngủ, Thiệu Khiêm nâng cô ngồi lên thành bồn, lấy vòi sen nhẹ dưới nước lên người, xả sạch cánh hoa và xả bông. Diệp An dựa đầu vào anh nhắm mắt ngủ. Hôm nay đám cưới rất mệt, lại còn bị bà cô kia bắt cóc nữa, hại cô tốn sức quá đi mà.
cả người được ôm vào chiếc khăn bông mềm mại. Cô nghe thấy tiếng anh càu nhàu. Càng ngày em càng lười biếng. Không phải, em đang làm nũng anh đấy. Từ nhỏ đến giờ chẳng có ai quan tâm em cả. Họ chỉ toàn đánh mắng em thôi. Thiệu Khiêm nâng mặt cô ngửa hẳn lên nhìn. Còn Diệp An vẫn nhắm chặt mắt. Dù đã tỉnh ngủ đôi chút, cô cũng muốn được người ta quan tâm mà. Anh không nói nữa, lấy váy ngủ mặc cho cô, nhưng không thèm mặc nội y. Rồi cũng là lần đầu tiên cô được người ta sấy tóc. Dòng lệ nóng không tự chủ luồn qua mi, nhẹ chảy xuống má. Khi tóc đã khô, cô cũng tỉnh hẳn ngủ dục anh. Anh tắm đi, không muộn rồi. Bình thường anh toàn nói không nên tắm sau 21 giờ, vậy mà bây giờ gần 22 giờ rồi đấy. Hôm nay là ngoại lệ, từ mai sẽ quay lại sinh hoạt như cũ, nhất là em ấy. Cuộc sống đôi khi cũng cần có ngoại lệ, phải không? Em biết rồi, anh càu nhàu như ông già vậy. Bình yên là thoáng qua những giây phút thấy bản thân trong mắt đối phương. Diệp An toàn tâm toàn ý, muốn vun đắp giữ lấy gia đình nhỏ này của mình. Cô chưa từng có những ngày hạnh phúc với một gia đình đúng nghĩa. Vậy nên dù hôn nhân này, anh chỉ vì con thì cô cũng muốn trân trọng nó. Ngắm nhìn căn phòng ngủ đã gắn bó hơn 2 năm, anh đã thay toàn bộ đồ mới để chuẩn bị kết hôn, nhưng cô vẫn thấy quen thuộc. Phòng ngủ vẫn đầy những vật dụng trang trí, chữ hỷ lớn dán ngay dưới tấm ảnh cưới lớn của hai người. Cô đã chọn sửa bức ảnh hai người cười tự nhiên nhất. Anh cười không đẹp bằng lúc lạnh lùng, nhưng cô lại thích. Nụ cười luôn mang đến cho người đối diện tâm trạng thoải mái nhất. Tự dưng nghĩ ra trò để chơi khi thấy rượu, nến và hoa hồng. Cô thắp nến, ngồi trên bàn mở rượu ra uống trước, rồi rót một chút nữa vào hai cốc mang đến bàn cạnh giường để. Nến được thắp sáng, tắt điện trong phòng. Diệp An cầm bông hoa hồng chạy lên giường, tạo dáng nằm cho thật quyến rũ. Vậy nhưng ngắm qua gương thấy không ổn, liền lên Google sở tử khóa. Tư thế nằm khiêu gợi trên giường, lập tức có cơ man tư thế xuất hiện. Chọn được một vài kiểu, cô học theo họ, rồi cũng thấy ưng được một dáng mà thấy thoải mái nhất. Ngày cưới bất ổn nên cô cũng muốn biến đêm tân hôn của mình thành đáng nhớ. Thấy anh chưa già, người mỏi, nên cô lại lấy điện thoại tìm hiểu cách gợi tình, quyến rũ chồng. Tự dưng có chồng đầu tư ghê gớm, làm tình mãi rồi không sao, nay đêm tân hôn bày vẽ. Cô đã nghĩ anh sẽ càu nhàu như vậy. Ai chứ Thiệu Khiêm thì không thể không tính đến, nhưng cô vẫn mặt dày thực hiện. Anh trở ra, cô vờ không quan tâm, lặng thinh chú ý vào đọc, nhưng chẳng biết mình đang đọc đến chữ gì. Thiệu Khiêm đứng bất động nhìn vợ nằm như món sushi cá hồi tươi mơn mởn, mặt nuốt nước miếng. Hai chân cô dài trắng mịn thẳng tắp đung đưa. Mỗi lần động, chiếc váy ngủ lại nhích lên một chút, khiến vòng ba thập thỏ ngóng trông. Điệu bộ sexy mời chào, thân hình vừa vặn săn chắc, mông cong lưng võng, ngực thập thò muốn nhảy ra khỏi áo cọ cọ xuống ga giường, muốn làm anh mở mắt. Anh lờ cô đi đứng sấy tóc, vậy nhưng bật chế độ sấy lớn nhất cho nhanh khô. Cô là đang quyến rũ chủ động câu dẫn sao? Sao từ trước đến giờ cô không chịu làm, lúc nào cũng cào cấu anh? Cất máy sấy, anh cầm ly rượu trên tay hỏi, An, uống rượu chút không em? Diệp An buông chuyện vẫn không thay đổi tư thế, mà vươn tay đón lấy cốc rượu chạm với anh. Nhấp một ngụm rượu cô trả lại cho anh, còn mang đầu lưỡi liếm môi mình khiến nó ẩm ướt, đỏ mọng. Biết chồng nhìn mình như mất hồn, cô biết mình đã thành công thay đổi anh. Thiệu Khiêm nhấm nháp rượu, tay chạm vào chân cô nhẹ vuốt ve. Tay anh lướt tới đâu, đầu óc cô lâng lâng đến đấy mà vẫn vờ vĩnh. An, hử? Không nghĩ có lúc em lại câu dẫn anh. Đáng lý ra làm tình nhân em cũng phải như này, vậy mà cứ cãi chem chèm ra. Thế sao anh còn lưu luyến em? Giữ lại hành cho bỏ ghét. Cô bực mình hất tay anh ra khỏi mông mình. Thiệu Khiêm đứng dậy tháo bỏ áo tắm trên người trượt xuống chân, cơ thể hoàn toàn trống trơn. Lần này thì Diệp An lại thấy cổ họng mình đắng chát. Anh cũng biết cách dùng cơ thể đẹp đẽ của mình thao túng mắt cô đến mờ cả tầm nhìn. Hai tay ôm lấy đầu anh hôn lên tóc,
gặm xuống tai cô thủ thỉ. Em thích nhìn thấy anh khổ sở như này. Ai bảo trước kia dám hành em? Anh làm em thỏa mãn. Có lần nào em từ chối đâu. Lần nào cũng lên đỉnh còn làm cao. Không có, nhiều lúc em đau đấy. Mặt anh vẫn chiếm trễ gác trên ngực cô, hơi ngửa cổ nhau mắt nhìn. Do em không biết làm tình nhân, do em bướng. Cô đẩy đầu anh ra, nhổm người đứng dậy. Thiệu Khiêm ôm cô đặt xuống giường nhắc. Nằm đi, anh lấy khăn ấm lau cho. Dạ. Cô không tin anh sẽ làm thế, vậy nên cứ tròn mắt nhìn, người nằm im bất động. Anh trở ra mang theo nước, theo khăn, thật càng khiến cô bất ngờ không thốt nên lời. Có thai là chuyện không mong muốn, nhưng nhờ con, cô đã được anh ưu ái đến thế này sao? Anh lau xong rồi mà cô vẫn cứ đơ ra, vỗ mặt vài cái để xác định những chuyện vừa rồi không phải là mơ. Cả người bị ôm lấy, hai cơ thể không mặc gì áp sát vào nhau. Mọi lần thấy bình thường, nay tân hôn lại làm sao ấy. Cơ thể cô nhộn nhạo vẫn còn cảm giác ngây ngất trong cơn kích tình vừa qua. Anh xoa nhẹ lưng cô dục. Muộn rồi, ngủ đi. Em không buồn ngủ, không phải mai anh được nghỉ sao? Em cũng được nghỉ nên nói chuyện đi. Anh rũ mắt nhìn cô trong lòng mình rồi gật đầu. Tân hôn mà, cho cô thức muộn chút cũng được. Thiệu Khiêm kê gối lên thành giường, hơi nâng mình ngồi dậy kéo Diệp An ôm vào mình. Đầu tựa lên ngực anh, còn tay anh có thể vừa nói chuyện, vừa nghịch hai cái bánh bao trắng mịn săn chắc của vợ. An, sờ ngực em rất thích. Ai hồi đầu chê nhỏ hả? Ừ, cũng hơi nhỏ thật, vừa tay anh này. Để chứng minh, anh mở rộng tay bao trọn lấy bóp bóp bật cười thành tiếng. Muốn to hơn không? Anh làm cho. Không thèm, bằng này anh đã ăn không hết rồi. Ừ, anh đủ dùng rồi. Diệp An gõ tay trên ngực anh đắn đo rồi hỏi. Tối mai chúng ta về ra mắt ba mẹ anh được không? Ừ, được. Không nghĩ anh lại dễ tính thế nên cô được nước làm tới. Ngày kia đi thăm mẹ em. Ừ. Anh tìm thấy bà rồi sao? Thấy rồi. Sao em cứ thấy mình đang bị anh lừa nhỉ? Diệp An áp mặt trên ngực anh nên không nhìn thấy gương mặt chồng đã tắt hẳn nụ cười mà rơi vào trầm tư. Anh, hai ngày nữa em phỏng vấn online giảng viên của Heidelberg. Thì em cứ phỏng vấn thôi. Cô cào cào tay vào ngực anh ấm ức. Thiệu Khiêm nắm lấy mang lên miệng mút lấy cảnh cáo. Muốn anh giúp thì phải nhờ vả chứ. Em nói anh phải tự hiểu. Bây giờ anh còn phải học hiểu rộng ngôn ngữ của em sao? Đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Không thèm nữa. Cô định dãy ra nằm xuống nhưng bị anh giữ chặt lại. Anh giúp em là được chứ gì. Ngày mai cho anh xem bộ đề câu hỏi họ gửi. Thật không? Nhớ trả lương. Một lần chủ động yêu anh, được không? Anh vuốt nhẹ chóp mũi cô ngầm đồng ý. Càng lúc cô càng mạnh bạo và làm việc ấy chuyên nghiệp bức anh phát điên trong khoái cảm. Anh tìm thấy mẹ em từ lúc nào? Thiệu Khiêm chuyển mình nằm xuống giường đem cô ôm vào lòng cắt đứt hội thoại. Anh buồn ngủ rồi, gặp thì em tự hỏi bà ấy đi. Thiệu Khiêm, chúc em ngủ ngon. Anh xoa xoa vai cô như dỗ cô ngủ. Diệp An vô cùng khó hiểu khi anh liên tục tránh né khi cô hỏi về mẹ. Một mớ hỗn độn ngổn ngang mà càng cố tìm hiểu thì càng khó hiểu. Vì ngủ muộn nên gần trưa hai vợ chồng mới thức giấc. Diệp An vệ sinh cá nhân xong liền in bộ câu hỏi ấn cho Thiệu Khiêm. Anh làm đi, em nấu cơm. Ơ hay, anh giảng cho em thôi chứ. Thôi anh làm đi, trả công hai lần nhé. Diệp An trẻ trung trong bộ pyjama heo Peppa, chân còn đi dép lông mặt gà con, tóc bờm băng đô hồng, nụ cười trong trẻo nhìn anh chờ đợi. Anh, đồng ý không? Lại đây hôn cái rồi làm cho. Cô ôm mặt anh hôn xuống còn hỏi. Có phải anh đã thấy vợ mình đáng yêu rồi không? Không có, vẫn xấu như cũ. Mau pha cho anh cốc cà phê. Vâng, cho muối và chanh. Bước chân cô hững nhịp từ từ quay lại nhìn anh rồi phá lên cười. Anh uống cốc cà phê đó sao? Ừ, đau bụng nguyên ngày. Anh còn quên chưa xử tội em. Thế này vẫn uống vậy sao? Em dám pha nữa không? Cô rụt vai lắc đầu chạy biến xuống bếp,
pha một cốc cà phê to đùng thơm ngào ngạt mang lên. Mời anh dùng cà phê. Pha cho lợn uống hay sao mà nhiều thế? Anh uống cái này tỉnh táo, còn làm hết cho em đống này chứ. Chiều mai em phỏng vấn rồi, đêm nay và sáng mai em học thuộc. Không làm phiền anh thì trong một giờ tới là xong. Nhanh vậy sao? Đi nấu cơm đi, mau. Diệp An rời đi, vài bước lại quay đầu nhìn. Nhiều vậy mà sao anh lại làm nhanh thế? Đã vậy còn tiếng Anh chuyên ngành chứ. Cô đã nghĩ anh sẽ phải mất cả buổi mới làm xong cơ. Chẳng lẽ chồng cô giỏi vậy sao? Vừa đẹp trai vừa giỏi, nghĩ thôi đã thấy thích. Có ai đó tủm tỉm cười dưới bếp có lúc phát thành tiếng. Hạnh phúc chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Biết thế này cô đã cun cút ngoan ngoãn bám chân anh, ngoan như một con chó cún rồi. Nghĩ lại thời gian sống với nhau như chó với mèo mà tiếc. Đúng như Thiệu Khiêm hứa, đúng một giờ sau, anh xuống ăn cơm thông báo. Anh đã xong, lát muốn nhận công luôn. Diệp An nhìn anh tủm tỉm cười xấu xa mà ghét. Xới cơm ra bát cho anh, cô lặng thinh không nói. Em đã nghĩ cách quỵt hở? Không có, lúc nhờ người ta thì mặt mày hớn hở, vậy mà bây giờ xong việc lại thái độ. Cô nhe răng cười, nhanh tay gắp thức ăn vào bát anh dục. Ông xã mau ăn, rồi đưa em đi mua đồ ghé thăm ba mẹ anh nhé. Anh đặt người ta mang đến rồi, chiều sẽ có. Từ giờ đến lúc đi chúng ta còn 4 giờ dành cho nhau, em có thể trả được hết nợ. Thiệu Khiêm nhìn cô vênh mặt đắc thắng, lưỡi trong miệng đung đưa căng phồng. Còn nháy mắt đưa tình, nhìn anh Diệp An dùng mình một cái như vịt lên bờ rũ lông. Cô nghẹn cơm liền mang nước lên uống, ai ngờ sặc luôn. Hò đỏ cả mặt, cô không dám nhìn anh nữa. Thiệu Khiêm nhoài người đưa khăn cho cô lau miệng, rồi vẫn đủng đỉnh ăn cơm. Anh có cách cho em thoát nợ. Cách gì vậy? Chỉ vậy là nhanh. Nụ cười vừa nở trên môi cô tắt ngấm ngại ngùng, tự dưng lại bị anh nhìn ra bản thân muốn trốn nợ. Vì không ăn sáng nên bàn ăn được dọn sạch sẽ, không còn thức ăn thừa. Thiệu Khiêm đứng lên giúp cô dọn dẹp, nên vèo cái cả hai đã dọn sạch cả bếp. Cô bám tay anh lên phòng tỉ tê. Anh, em còn học mai thi. Thực sự muốn trốn nợ? Cô gật đầu xong lại lắc đầu. Lên đến phòng anh cởi bỏ áo, nằm úp xuống giường khiến cô không dám đến. Chẳng lẽ anh định làm thật sao chứ? Có thể đẩy từ từ cho cô trả nợ mà. Lại đây đấm bóp cho anh đi, rồi anh hiến kế cho. Thật nhé. Diệp An lon ton lại gần, bước lên giường, ngồi lên mông anh ra sức bóp đấm từ cổ xuống thắt lưng. Có phải anh mỏi cổ nhất không? Ừ, em mạnh tay một chút. Cái mông đừng có di di trên người anh như thế, có thứ không chịu được đâu, bẹp hết rồi. Lần này thì cô không nhịn được cười nữa, mà cười thành tiếng, còn vỗ thật mạnh vào lưng anh, in cả dấu tay hằn đỏ lên da. Đau anh. Ai bảo anh nói linh tinh chứ? Không tin em kiểm tra đi xem nó có ngóc đầu không hay là xẹp lép. Anh lại lừa để em động vào nó. Thiệu Khiêm nghiêng người rút trong túi quần ra bao thuốc bẹp dí giơ lên trách. Nhìn đây, bẹp chưa? Đầu óc chỉ đen tối là giỏi. Diệp An giật lấy nó ném vèo vào thùng rác. Rõ là ý anh không phải thế, vậy nên cô vẫn ngồi trên mông anh không xuống. Bóp mạnh tay phần gáy cho anh. Anh nói đi, làm sao để trừ nợ? Thiệu Khiêm kê tay trên đầu, nhắm mắt hưởng thụ bàn tay mềm mại của cô động chạm trên người mình. Anh ngủ đấy hả? Anh khẽ cười nói. Anh cho em học trong 2 tiếng sau đó kiểm tra. Nếu em trả lời đúng hết, xóa nợ. Còn cứ sai một câu là cởi một thứ trên người. Nếu em bị cởi hết thì anh được ăn thịt em, và em phải thực hiện như đã hứa. Thời gian như vậy quá ít. Anh làm trong 1 giờ, em học thời gian gấp đôi còn kêu ít. Anh đang thắc mắc vì sao thành tích của em lại luôn đứng đầu khóa đấy. Có phải thầy cô đang ưu ái em không? Em sẽ học xong. Cô không đấm bóp cho anh nữa, mà dậm chân đi xuống bàn lấy tài liệu anh đã trả lời cho mình đọc. Nhiều từ tiếng Anh chuyên ngành cô chưa học nên mất thời gian tra để hiểu. Câu trả lời của anh ngắn gọn vào đúng trọng tâm, không lan man dài dòng. Thiệu Khiêm để im cho cô học, còn anh cũng mở laptop lên làm việc. Mang tiếng đang trong giai đoạn tân hôn mà anh không để mình nghỉ gì cả. Diệp An đọc mãi mà nhớ đầu lọt đuôi, nên cầm cả tập đến bàn Thiệu Khiêm, ngồi chễm chệ lên bàn.
vừa ngắm anh vừa học. Anh chỉ ngẩng mặt liếc mắt một cái, tủm tỉm cười, rồi lại cắm đầu làm việc. Cô lấy chân khều khều chọc vào ngực anh, vậy mà người ta tảng lờ cô luôn. Tập trung học đi, còn 45 phút. Anh, học thế nào cho nhanh? Vẫn đang nợ mà, chưa gì đã lại nhờ rồi. Trả phí chứ không miễn phí. Diệp An câm nín ngồi ra mép bàn, chân đẩy hẳn vào lòng anh rồi chăm chú học bài. Chắc chắn anh có cách học, vậy mà không chịu chỉ cho cô. Không muốn thua cuộc nên nhập tâm hết sức phân tích lại ý chính của câu hỏi, rồi tự đánh dấu cả từ khóa trong câu trả lời để nhớ. Đồng hồ anh bấm tinh một tiếng. Thiệu Khiêm đẩy ghế ngồi thẳng đến, hai tay khoanh trên đùi cô, ngửa mặt hỏi: hết giờ rồi, kiểm tra thôi. Diệp An đã đọc hết các câu ấy, cũng nhớ kha khá rồi, nên cũng có chút tự tin, anh chắc sẽ không hỏi hết. Hỏi nhảy cóc cho mà coi. Thiệu Khiêm ngả người ra lưng ghế, tay nắm bàn chân cô lắc lắc rồi lại vuốt vuốt. Đừng cầm chân em như thế. Là ai tự động mời chào? Có tất cả 30 câu, trên người em đủ món cởi không? Em nhớ hết rồi. Tự tin như thế là tốt, giành được điểm cộng rồi đấy. Cô đưa lại tập tài liệu, anh còn không thèm nhìn đã bốc ngay câu 20 hỏi. Khuôn mặt Diệp An tắt hẳn nụ cười. Anh phải hỏi dần dần để cô sâu chuỗi chứ. Ngay câu đầu tiên, cô đã chỉ trả lời được 1 trên 10 ý, anh không chấp nhận. Cô cãi bướng. Anh cố tình chưa khó em. Anh là người phỏng vấn, thích câu nào chẳng được. Hệ thống câu hỏi có liên quan đến nhau, nên phải mở từng mắt xích chứ. Ánh mắt anh sượt qua tia ngạc nhiên, nhưng rồi khóe môi khẽ nhếch ý cười. Mở mắt xích nào em cũng phải làm được. Đôi khi trong phòng mổ, em không thể đợi thời gian sâu chuỗi, mà phải quyết định nhanh trong tích tắc. Nếu không bệnh nhân sẽ tử vong trong tay em. Nhưng mà cởi đi. Diệp An tháo băng đô trên tóc đặt xuống bàn hậm hực. Thiệu Khiêm cầm chân cô cứ như đang nghịch đồ chơi, mà cô muốn rút lại cũng không cho. Câu nào cô trả lời đúng đến 80%, mà anh vẫn không duyệt, nhất định phải bắt trả lời chính xác 100% kiến thức. Về cơ bản quá bán là được mà anh. Bất cứ ngành nào em có thể quá bán, nhưng ngành y chỉ có chuẩn, không thừa không thiếu. Dù một viên thuốc hay một đường khâu, em đang nắm tính mạng con người cơ mà. Anh luôn lập luận chặt chẽ phản bác lại khiến cô ngậm ngùi chịu thua. Trên người chỉ còn đồ lót, cô hít thở thật sâu, cố hình dung lại từng câu hỏi, sâu chuỗi câu trả lời. Mấu chốt vấn đề là trọng tâm phải chính xác hoàn toàn, còn phần phụ không quan trọng. Qua được vài câu, cô đã thích thú với cách học của mình, vậy mà cuối cùng vẫn... Bây giờ cởi quần hay áo? Anh phải thưởng cho em vì đã trả lời đúng 5 câu liên tiếp chứ. Thiệu Khiêm lắc đầu, tay anh trượt lên chân trần của cô cười. Cứ vậy mà nâng người, tay chiếm trệ trên đùi. Quần, thôi mà. Diệp An giữ tay anh lại. Thiệu Khiêm bất ngờ hỏi: tại sao em lại chọn anh để trao đổi? Trường có rất nhiều giảng viên ưu tú và giàu có hơn mà. Làm gì có ai nhiều vợ hụt giống anh. Em thích là người chiến thắng. Còn anh sao lại dễ dàng đồng ý? Cô chỉ nói bừa vậy thôi, chứ cũng không giải thích được. Ở cạnh rồi mới biết anh cũng khá giả, chứ ban đầu chỉ cần một chỗ dừng chân, được đi học, được ăn để sống qua ngày. Hoặc cũng có thể vì anh có sức hút nên cô đã chọn ngay mà không phải những người đàn ông khác. Có lẽ là duyên phận. Anh kéo sát ghế lại, hai chân cô buộc phải mở ra đặt bên sườn anh. Thiệu Khiêm chống khuỷu tay lên đùi cô, ngón tay khẽ gãi chân mày. Nếu có ngày chúng ta hiểu lầm nhau, em sẽ thẳng thắn và bình tĩnh nói chuyện chứ. Phụ thuộc vào thái độ của anh, chúng ta hiểu lầm nhau không phải là ít. Anh nhếch miệng cười gật đầu tán thành và vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô. Thấy anh làm càn, cô nũng nịu. Em chưa thua mà. Em nên giữ lại cho mình một cơ hội, đừng cố gắng ăn thua tới không còn đường lui. Thay vì phải cởi sạch đồ vì thua, thì để anh cởi cho có. Em phải đỡ mất công hơn không? Đừng bao giờ nói với người nhà bệnh nhân chắc chắn sẽ khỏi, mà chỉ nói tôi sẽ cố gắng hết mình để giúp đỡ bệnh nhân. Không bao giờ nói ca mổ này tỷ lệ 100% thành công, mà chỉ nói tôi sẽ làm hết trách nhiệm của một bác sĩ. Nhưng với đồng nghiệp,
em lại phải dùng từ chắc chắn để khẳng định năng lực bản thân. Nếu không chắc chắn, không nhận làm. Cô ngây ra nhìn anh gật đầu đồng tình. Ánh mắt anh rơi xuống tay đang đặt giữa hai chân cô. Diệp An liền dùng tay che mắt anh lại. Như bây giờ anh có thể chắc chắn sẽ khiến em hoàn toàn hợp tác và tự động trả nợ anh đấy bác sĩ. Anh coi em là đồng nghiệp, đối tác trên giường, đôi bên cũng có lợi. Anh kéo tay cô xuống, bàn tay áp nơi hạ thân cô nhanh chóng đổi vị trí. Tay cô tiếp xúc với thân thể, còn tay anh ở trên. Phụ nữ mang thai khi đã ham muốn đừng áp chế lại gây ức chế thần kinh dẫn đến sảy thai. Hãy giải tỏa cảm xúc theo đúng cách là được. Cảm giác ở tay em, mềm mại, tò mò, ướt át. Chưa từng nhìn của mình phải không? Cô lắc đầu, anh lại nắm tay ấy rời đi giơ lên trong tầm nhìn của cô. Có những thứ chỉ nên cảm nhận bằng giác quan khi không thể nhìn được. Có nhiều chuyện cũng cần phải giải quyết bằng lý trí, chứ không phải trái tim. Đôi lúc trái tim cần đủ lạnh để đạt được mục đích. Khi cần tốt thì tốt, còn khi cần lưu manh thì phải lưu manh. Tốt quá sẽ bị lợi dụng thành kẻ ngốc, mà sắc sảo quá lại trở thành khôn lỏi. Vậy nên lúc này đừng cố chống đối lại ham muốn của mình. Anh bây giờ là chồng em, nên em có quyền đòi hỏi sự thỏa mãn không giống trước kia. Nghe anh nói, cô dường như bị kích thích. Ham muốn ở đâu thi nhau dội về, cả người dâm gian như kiến bò. Hóa ra sự kích thích đôi khi chỉ đến bằng lời nói. Anh làm cô nghiện ngập khi bản thân mình nhận được sự chiều chuộng, khuôn mặt phiếm hồng. Cô nhìn anh cắn môi tủm tỉm cười. Anh đòi cô trả nợ nhưng lại khiến cô ngây ngất mà quên đi việc ấy. Lời hứa trả công của cô sớm không thể thực hiện được. Diệp An cựa mình thức giấc khi bên cạnh đã không còn người. Làm tình xong, cô lăn ra ngủ ngon lành, còn không biết anh làm gì sau đó. Nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ chiều, cô ngó ra cửa phòng gọi. Ông xã, mau chuẩn bị đến nhà ba mẹ đi. Dậy rồi sao? Anh từ phòng khách đi lên, đã tắm rửa sạch sẽ, quần áo cũng chỉnh tề tươm tất, còn cô tóc tai vẫn rối bù, trên người đầy dấu vết chồng lên nhau như những dấu xăm kín người. Nếu em mệt, để mai đến cũng được. Anh có 3 ngày nghỉ cơ mà. Không được, em hẹn ba hôm nay đến ăn tối rồi. Thiệu Khiêm ôm eo cô đi về phòng thủ thỉ. Đợt vừa rồi anh bị đình chỉ nên đợt này không được nghỉ phép lâu. Đợi tháng sau chúng ta đi hưởng tuần trăng mật được không? Anh cứ xem công việc của mình đi. Đợt này em chuẩn bị thi nên cũng bận. Nếu đỗ học bổng cũng sẽ sớm đi ngay. Sao em nói sẽ bảo lưu? Em bầu nhỏ vẫn đi học, rồi nghỉ theo chế độ sinh con thôi. Đã học lâu lại cứ chần chừ thì bao giờ em mới được làm bác sĩ như anh? Chấp nhận xa chồng vì sự nghiệp sao? Hay anh đi học để phong hàm phó giáo sư đi, chúng ta đi cùng nhau. Thiệu Khiêm chỉ ậm ừ không quyết. Việc cho cô đi học anh cũng chưa chắc chắn sẽ đồng ý. Vậy nhưng cứ để cô có mục đích mà cố gắng xem khả năng đến đâu. Diệp An xuống xe nhìn căn biệt thự rộng lớn mà chớp mắt kinh ngạc. Cây cối bao quanh xanh mướt, còn có cả hồ rộng và một vườn lan thơm ngào ngạt. Nhà anh đây sao? Hóa ra anh là một đại công tử nha. Bây giờ chỉ là chồng em thôi, một bác sĩ với mức lương hơn 20 triệu một tháng. Lương chính của anh không phải số đó đâu. Em có truy khảo kinh tế anh đâu mà đã than vãn rồi. Thiệu Khiêm lấy giỏ quả xuống khỏi cốp xe, nắm tay Diệp An đi qua cây cầu nhỏ tiến vào trong nhà chính. Một người phụ nữ trung tuổi đang nhặt rau vội bỏ đấy đứng dậy hồ hởi. Thiệu Khiêm, cháu về rồi sao? Dạ bác khỏe chứ. Bác khỏe, sao lâu vậy cháu mới về nhà thế? Cháu bận ạ. Từ trong nhà ba anh thấy hai người thì đứng sẵn nơi bậc thềm chào đón. Con chào ba ạ. Diệp An cúi đầu chào nhưng Thiệu Khiêm thì không. Anh đi lướt qua ông vào thẳng nhà khiến cô khó xử. Ba anh dường như cũng quen rồi nên không đòi hỏi gì. Bà ấy có nhà chứ? Anh lạnh nhạt hỏi còn không dùng kính ngữ. Cô lại được phen ngơ ngác, không biết người được nói đến là ai. Ba anh nhìn cô ái ngại rồi khẽ nói. Dì đang tự tay chuẩn bị bữa tối khi biết các con về ăn cơm. Tôi có việc phải đi luôn,
Diệp An sẽ ở lại ăn cơm thôi. Cô không nghe anh nói đến việc này. Anh đi đâu? Sao không ở lại ăn cơm? Thiệu Khiêm bận thì con cứ để nó đi đi. Rõ ràng là anh chẳng bận gì, chỉ là thoái thác việc ăn cơm cùng ba mà thôi. Nhìn ba chồng lộ rõ sự buồn phiền, cô nắm chặt tay Thiệu Khiêm nói khẽ. Anh ở lại đây ăn cơm đi, xong rồi anh đi đâu chúng ta cùng đi. Không để anh từ chối, cô tiếp lời. Em không muốn ăn cơm mà thiếu anh, dù sao em cũng chưa quen ba mẹ anh mà. Em quen họ rồi nên cứ ở đây, anh đi công việc gần đây thôi. Đừng để em ở lại một mình mà. Anh khẽ thở dài, nắm tay cô đứng dậy, cầm theo túi đồ đã chuẩn bị, lạnh nhạt nói với ba. Vợ chồng tôi đi thắp hương cho mẹ trước. Ừ, con đi đi. Anh dẫn cô ra sau nhà, đi bộ thêm gần 200 mét, lại có một gian nhà gỗ nằm cuối khuôn viên của biệt thự. Thiệu Khiêm, hóa ra mẹ anh đã mất rồi sao? Ừ. Anh chỉ trả lời đơn giản như vậy, không thêm một câu nào, nắm tay cô đi vào trong. Gian nhà này thờ tổ tiên bên nhà ngoại anh. Thiệu Khiêm sắp lễ lên ban thờ chính diện, đi đốt hương cắm vào từng bát hương, sau đó khấn vái, kéo tay cô đến di ảnh của mẹ anh. Trong ảnh bà cười thật tươi, mặc trên mình chiếc áo blue trắng. Đó là mẹ anh, bà ấy mất khi anh 15 tuổi. Mẹ anh cũng là bác sĩ sao? Ừ, bà ấy là bác sĩ khoa ngoại thần kinh như Hải Tùng ấy. Nói rồi anh nhìn lên di ảnh mỉm cười nói. Mẹ, con đã kết hôn, đây là vợ con. Tương lai cô ấy cũng là bác sĩ. Anh không hề giới thiệu cho mẹ anh về tên cô, nên Diệp An nhanh nhảu. Mẹ, con là Đinh Diệp An. Cô chưa kịp nói hết thì đã bị anh kéo trở ra đầy bất ngờ. Em còn chưa chào mẹ nữa. Bà ấy mất rồi, không cần em chào. Em lên nhà trước đi, anh lên sau. Anh sẽ ở lại ăn cơm chứ? Anh khẽ gật đầu, thái độ của anh rất khó hiểu, khiến cô không nhịn được mà hỏi. Thiệu Khiêm, anh đang cố giấu em chuyện gì sao? Người em muốn gặp đang trên nhà đấy. Mau lên đi, nhìn xem có phải mẹ em không. Anh không để cho cô kịp sốc, kịp hỏi rõ ràng mọi chuyện, đã xoay lưng đi vào lại trong nhà thờ, lạnh lùng đóng cửa lại. Cô không phục, chạy đến muốn mở cửa nhưng nó đã bị khóa. Thiệu Khiêm, nói chuyện với em đã, chuyện anh nói là thế nào chứ? Cô đập cửa đến rát cả tay, anh cũng không mở. Không trả lời, chỉ một mực im lặng. Tủi thân, nước mắt cô rơi đầy mặt, miệng vẫn gọi. Khiêm, mở cửa cho em. Diệp An, ông chủ mời cháu lên nhà. Tiếng người giúp việc nhẹ cất lên sau lưng. Diệp An mang tay lên lau nước mắt, nhìn lại cánh cửa vẫn im lìm mới quay người rời đi. Cô đi không lâu, cánh cửa chậm chậm mở ra. Thiệu Khiêm nhìn theo dáng cô, cho đến khi khuất hẳn mới quay đầu nhìn di ảnh mẹ. Chắc mẹ sẽ không thích vợ con đâu, nhưng biết sao được, bọn con kết hôn rồi, cũng sắp có con nữa. Hôn nhân này chính con cũng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra, vậy nên mẹ có không thích thì cũng phải chịu thôi. Cô ấy là vợ con rồi, là người con muốn gắn bó cả đời. Xin lỗi vì làm trái lời mẹ, xin lỗi vì không nghe theo lựa chọn của mẹ. Nếu có thể làm lại, nhất định con sẽ không đi con đường này, nhất định không liên quan đến cô ấy, và nhất định sẽ không yêu cô ấy. Lời nói thì thầm nhỏ dần trong vỏm họng, trở thành lời thều thào trong trái tim. Ngả người xuống chiếc ghế gỗ, Thiệu Khiêm chậm chậm nhắm mắt, dọc thái dương sũng nước. Diệp An bước lên nhà nở nụ cười gượng gạo. Ba cho gọi con ạ? Ừ, vào đây con. Thiệu Khiêm có chút việc nên... Không sao, cứ để nó ở đấy đi. Diệp An ngồi xuống ghế, ba anh đi một lát trở lên cùng một người nữa. Ngay khi nhìn thấy người phụ nữ ấy, trái tim cô nhói lên mà đứng bật dậy. Có lẽ chỉ là người giống người. Dù chưa từng gặp người bằng xương bằng thịt lần nào, nhưng cô lập tức nhận ra bà ấy. Nhìn ảnh bà ấy khi còn trẻ thực giống hệt cô bây giờ, chỉ có điều cô trắng hơn, mắt buồn hơn bà một chút. Bây giờ bà ấy thay đổi khá nhiều, khuôn mặt bầu bĩnh hơn, dáng dấp cũng tròn đầy hơn, nhưng vẫn rất trẻ so với tuổi. Có lẽ lúc con gái đang sống khổ sở ở nơi không ai chào đón, thì ngược lại bà lại có cuộc sống nhàn hạ đầy đủ thì phải.
Bà ấy tất nhiên nhìn một phát là nhận ra cô ngay, dù chưa một ngày nuôi dưỡng, quan tâm nên đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt rơi ướt sũng mặt. Ba chồng rời đi là cô đủ hiểu tất cả. Ai cũng biết chuyện, chỉ có cô là không biết gì. Bảo sao ba nghe tên cô, mặt mũi lại biến sắc. Thiệu Khiêm có thể khẳng định cô có thể gặp được mẹ khi bản thân anh đã sớm biết mẹ sống ở đây. Ai cũng biết nhưng họ đều giấu cô. Ngay cả chồng, người thân thuộc nhất với mình cũng không thành thật. Trong lòng rối tung, có hụt hẫng, bất ngờ và đớn đau. Không nghĩ mẹ lại ở gần mình đến như vậy. Đúng là xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mặt. Diệp An. Cô khẽ chớp mắt, giọt nước trong suốt trượt khỏi bờ mi lăn xuống gò má. Nhanh tay chạm lên lau đi. Cô bình tĩnh nở nụ cười nhưng khuôn mặt vô cùng xa lạ. Cháu chào cô, cháu là vợ anh Khiêm. Còn cô là... Đôi mắt bà bất ngờ mở lớn, khuôn mặt thẳng thốt ngỡ như bản thân đã nhận lầm người. An, là mẹ đây. Không phải, mẹ cháu đã mất từ lúc cháu sinh ra rồi. Cô đã từng mong gặp lại mẹ, nhưng không nghĩ gặp trong hoàn cảnh này. Có lẽ bà là vợ hai, ba anh. Bây giờ cô đã hiểu vì sao Thiệu Khiêm chẳng hỏi cô thông tin về mẹ, nhưng lại có thể khẳng định tìm đúng người. Chỉ có cô là ngốc nghếch mà thôi. Có lẽ anh đã sớm biết cô chính là con mẹ kế của anh. Đây có thể là lý do mà anh dễ dàng đồng ý cho cô làm tình nhân. Đinh Diệp An, cho mẹ xin lỗi. Bà ấy đã đến sát bên, còn tự nhiên ôm lấy Diệp An, nói lời xin lỗi mà khóc nấc lên. Cô không ôm nhưng cũng không đẩy ra. Cứ vậy bà ôm cô rất lâu, khóc bao lâu cũng không rõ rồi mới buông ra. Bàn tay chạm lên mặt cô, ánh nhìn âu yếm dịu dàng. Con lớn xinh quá. Cô là dì của Thiệu Khiêm vậy? Diệp An vẫn lạnh tanh hỏi không chút vồn vã. Cô đã nghĩ khi gặp lại bản thân sẽ vô cùng hạnh phúc mà xà vào ôm lấy bà cho thỏa mong nhớ. Trước khi thấy bà ở đây, cô vẫn hồi hộp mong chờ. Nhưng hiện tại trong lòng chỉ toàn là thất vọng, là khó chịu, là bức bối. Mẹ là vợ của ba Thiệu Khiêm. Vậy sao? Diệp An nhản miệng khẽ cười nhưng là thái độ xa cách. Cô ngồi xuống ghế kéo khoảng cách với mẹ mà nói. Vì sao cô nghĩ cháu là con gái cô khi chưa một lần cô nhớ về nó? Diệp An, 21 năm qua tôi sống thế nào bà có biết không? Có bao giờ bà nghĩ đến việc trở về tìm tôi không thế? Chẳng lẽ bà ấy không một chút nào nhớ đến cô sao? Linh Nhu nhìn sự lạnh lùng của con gái mà đau lòng. Nếu bà biết Thiệu Khiêm lấy Diệp An thì hôm qua bằng mọi giá đã đến dự. Khi chồng về cho xem ảnh, bà đã khóc rất nhiều trong vui mừng và hồi hộp mong gặp con. Hóa ra con bà vẫn còn, con bé đã 21 tuổi và thật xinh đẹp. Cả đêm qua bà không ngủ, chỉ nằm ngắm bức ảnh con gái mặc váy cô dâu đứng cạnh Thiệu Khiêm mà chồng lén chụp được. Vậy nhưng bà lại lo lắng. Khi nãy có Thiệu Khiêm nên bà mới lánh dưới bếp không dám lên, mà chỉ lén nhìn con từ lúc hai đứa về tới. Mẹ đã từng tìm về nhưng Đăng Minh nói con đã bị tai nạn mất rồi. Vậy sao? Mẹ gật đầu vẫn khóc không ngừng. Ông ta ghét bỏ cô nhưng lại không trả cô về cho mẹ, mà đày đọa cô như một cách trả thù mẹ. Mẹ có biết người Thiệu Khiêm kết hôn là con không? Khiêm không thích mẹ nên mọi việc của nó đều không muốn mẹ tham gia. Nếu mẹ biết là con thì nhất định đã đến rồi. An, mẹ xin lỗi con. Oán trách bây giờ cũng chẳng để làm gì. Lý do mẹ không tìm về cô cũng đã biết, nên lòng không còn trách cứ nữa. Nhớ đến Thiệu Khiêm, cô hỏi, vì sao chồng con lại không thích mẹ? Thường thì con riêng không thích mẹ kế. Khiêm phản đối Thiệu Bằng lấy mẹ nhưng không được, nên quan hệ trở nên căng thẳng thôi. Vậy để con sẽ nói chuyện với anh ấy. Ông Bằng thấy hai mẹ con nói chuyện đã nói cười với nhau thì lên tiếng gọi. Hai mẹ con xuống ăn cơm rồi nói chuyện tiếp, đồ ăn nguội hết rồi. Bà Linh Nhu nắm tay Diệp An không muốn buông. Có nằm mơ bà cũng không nghĩ con gái còn sống đã lớn như vậy rồi. Đã vậy duyên phận thế nào, còn kết hôn với Thiệu Khiêm nữa. Đi rửa tay, Diệp An lấy điện thoại gọi cho Thiệu Khiêm nhưng anh không nghe máy, rồi chỉ nhắn lại cho cô. Em ăn tối đi không đói, xong gọi anh đưa về.
anh giận ba mình và mẹ cô đến mức không muốn ngồi ăn chung một bữa cơm sao? Cô vẫn muốn thuyết phục anh nên nhắn lại. Ông xã, em muốn ăn cơm cùng anh, mau chiều em một lần được không? Anh đọc, nhưng lại chỉ thả biểu tượng cảm xúc không đáp lại. Để anh nhịn ăn chờ, cô thật không cam lòng. Vậy nên cô không có tâm trạng ăn, ba mẹ lại tưởng cô làm khách mà cố ép. Con ăn nhiều chút nhé, hình như là hơi gầy thì phải. Không ạ, con giữ cân vì anh Khiêm thích vậy. Ba mẹ ăn đi ạ, kệ con tự ăn được. Có ba chồng ở đây nên cô cũng không hỏi sâu được về cuộc sống của mẹ. Hơn nữa thần trí còn đang đặt về chỗ Thiệu Khiêm. Dù giận anh chuyện của mẹ, nhưng nghĩ đến anh đang ngồi một mình ở nhà sau, cô lại không thoải mái. Thiệu Khiêm, chóng vào ăn cơm đi. Nghe thấy bác giúp việc nói, Diệp An vội bỏ bát cơm đứng bật dậy bước ra ngoài. Ông Bằng nhìn sang vợ rồi đứng dậy lấy thêm bát đũa, đặt xuống chỗ bên cạnh Diệp An. Thiệu Khiêm đã trở lại thật rồi. Diệp An bước đến chỗ anh nói, để em vào chào ba mẹ rồi chúng ta về nhé. Em ăn gì chưa? Mọi người vừa mới vào bữa thôi ạ. Về nhà rồi anh nấu em ăn tiếp cũng được. Anh đâu có rảnh thế, đi vào ăn cơm. Thật ạ? Anh không để cô nói thêm mà ôm lấy cô mang vào phòng ăn. Hai người trên bàn nhìn anh nở nụ cười chào đón. Ông Bằng nhắc con, vào ăn cơm đi, con nên để ý đến cảm xúc của Diệp An một chút. Diệp An đứng gần anh có thể ngửi thấy mùi thuốc lá còn đậm trên cơ thể. Nghe ba nói anh không đáp lại, cô kéo anh ngồi vào ghế cạnh mình. Mẹ mang đến bát cơm đưa cho anh, còn anh vẫn giữ im lặng. Tự nhiên cả bàn ăn không ai nói chuyện nữa. Diệp An ở giữa nên thỉnh thoảng hỏi chuyện người này người kia. Em tập trung ăn đi, không đau dạ dày. Anh ăn nhiều vào đi, mấy nay sút cân rồi đây này. Cô chỉ lấy lý do, chứ người săn chắc cơ như anh rất khó để xuống được cân. Lúc nào cũng giữ được mức ổn định của cơ thể khi ăn uống, tập thể dục khoa học. Em chê anh yếu phải không? Không có, chỉ là lo anh không đủ sức kiếm tiền nuôi em thôi. Chẳng phải em còn ôn mai thi sao? Ăn mau, anh đưa về không muộn. Diệp An nhìn ra sự khẩn trương của anh nên cũng không cãi cự mà cố ăn hết bát cơm. Anh chịu chiều chuộng ngồi ăn cơm cùng cô và ba mẹ như thế này là coi như cố gắng lắm rồi. Ba mẹ nhìn cô đầy hy vọng, trong mắt họ phảng phất niềm vui dù anh chẳng nói với ai lời nào. Cô sẽ là cầu nối giúp anh và ba mẹ hóa giải hiểu lầm, hy vọng như vậy. Ba mẹ biện diện chia tay, dù muốn giữ hai vợ chồng ở lại thêm nhưng Diệp An không muốn ép anh nên kiếm cớ. Mai con có bài thi quan trọng nên giờ phải về học ạ, con sẽ thường xuyên đến thăm hai người ạ. Đưa số điện thoại cho mẹ xong, cô chào hai người ra xe. Thiệu Khiêm đã lên xe trước, nhoài người sang mở cửa. Trên xe anh không hỏi gì cũng không nói. Tay lái xe còn một tay chống cằm rơi vào trầm tư. Cô muốn chất vấn anh vì sao biết mẹ sớm như vậy mà giấu cô, nhưng rồi lại chọn im lặng. Tự tìm lý do rằng anh không thích bà nên mới như vậy. Khiêm, nay anh hút nhiều thuốc vậy? Anh đổi tay cầm bánh lái, tay còn lại nhẹ nhàng mang lên xoa má cô mỉm cười không đáp. Diệp An cũng mang tay mình lên áp vào tay anh, má cọ cọ chút nghịch ngợm khiến anh bật cười. Lát về anh dạy em cách trả lời phỏng vấn mà không cần học. Thật không? Sao em không tin anh vậy? Câu cửa miệng thôi mà. Về nhà tắm rửa thật nhanh, Diệp An kéo anh ngồi xuống ghế khoanh chân nhắc. Mau dạy em phỏng vấn, nếu đỗ em sẽ khao anh. Em định khao gì? Một bữa ăn thịnh soạn được không? Anh thích đi ăn nhà hàng hay ở nhà đều được. Nếu ở nhà thì em sẽ nấu thật linh đình. Ăn ở nhà và em là món tráng miệng. Cô chu môi lử mắt, còn anh lại cười thích thú. Tốt hơn là anh nên lưu lại bằng chứng, không em lật kèo. Nói rồi anh mở điện thoại hướng ống kính về phía cô nói. Nào, em mau nói đi, không thi đỗ rồi sẽ tìm cách chối như lúc chiều đấy. Anh tin là em sẽ đỗ sao? Nếu không tự tin thì em đừng thi nữa, tốn thời gian. Nghe anh nói tự dưng cô thấy khí thế hừng hực mà chấp nhận cuộc chơi. Cô ngồi thẳng người lại nhìn vào máy quay, mặt mũi hồ hởi nói rõ to. Em, Đinh Diệp An, 21 tuổi, đã có chồng là Đồng Thiệu Khiêm. Hôm nay anh sẽ giúp em thi phỏng vấn.
nếu đậu sẽ đãi anh một bữa thịnh soạn do chính tay mình chuẩn bị, và bản thân sẽ là món chính để anh tùy ý sử dụng. Chồng em lưu manh quá đi. Thiệu Khiêm nheo mắt ngầm cảnh cáo thì Diệp An cười lớn. Cô mặc quần áo ở nhà, tóc luôn buộc hai bên, trông không khác gì học sinh. Hình như gần đây Diệp An thay đổi rất nhiều, cười nói nhiều hơn, tính tình cũng trở nên trẻ con hay sán anh hơn. Cả buổi hỏi đáp và hướng dẫn anh cũng quay lại, dù Diệp An không muốn. Cô đúng là thông minh khi được anh chỉ dẫn, chẳng cần đến 2 giờ đã được trả lời vanh vách. Xuất sắc rồi, kể ra em cũng không đến nỗi chậm hiểu. Đâu, cho em xem lại video đi, anh quay lại làm gì chứ? Diệp An sát lại gần anh, ngồi hẳn vào lòng, mở lại video anh đã quay ra xem. Anh thấy em xinh không? Xinh. Cô ngỡ mình nghe lộn tai nên quay mặt lại nhìn anh chờ đợi. Thiệu Khiêm hôn chụt lên môi cô nhấn mạnh. Vợ anh xinh. Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận. Thiệu Khiêm vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt sáng hồng hào của vợ. Thời gian này nhìn cô hừng hực sức sống, tươi trẻ và sinh lên nhiều. Được yêu chiều, tâm tình thoải mái khiến một cô gái thay đổi nhiều về ngoại hình là điều đương nhiên. Anh muốn cô sẽ mãi như thế này, không cần vướng bận bất cứ chuyện gì, cứ vậy mà bên anh đi, vì bây giờ họ là một gia đình. Anh gác cằm lên vai cô cùng xem dặn dò. Ngày mai phỏng vấn, khi trả lời em chú ý nhìn vào người đối diện bằng sự lạc quan tự tin, thỉnh thoảng nên mỉm cười một chút giống như khi làm với anh. Nếu câu nào không trả lời được cứ nói là em sẽ cố gắng học hỏi tìm hiểu thêm, mong nhận được sự chỉ dạy của thầy hoặc cô gì đó. Đừng cố gắng chém, vì y học không thể nói bừa như văn học. Chỉ cần sai một lỗi tối thiểu, họ sẽ đánh bật em ngay. Phải để cho họ thấy em là người có tinh thần học hỏi. Diệp An gật gù tiếp nhận. Cô tắt điện thoại, xoay ngang người, bám tay lên cổ anh gạ gẫm. Thiệu Khiêm, hay anh cũng đi học với em đi, kiểu gì anh chẳng phải học. Anh chưa đủ thời gian thực hành nên chưa thể học phong hàm tiếp theo được, còn thiếu khá nhiều ca mổ nữa, em cứ tập trung học đi. Anh sang thăm em thường xuyên là được chứ gì. Anh tin em sẽ đỗ học bổng sao? Tin. Chỉ một lời khẳng định của anh như vậy thôi khiến cô cười thành tiếng. Cứ vậy mà ôm mặt anh hôn chùn chụt không muốn ngừng. Vì anh như vậy mà cô tha luôn cho việc giấu cô về mẹ. Thiệu Khiêm nghiêng mặt né cơn mưa nụ hôn đổ xuống nhắc nhẹ. Anh đã nói đừng quyến rũ anh mà. À vâng, đi ngủ nhỉ. Cô rời khỏi lòng anh hấp tấp vội vàng, sau khi đã có hành động tự nhiên thái quá đến phấn khích như vậy. Vào đến phòng tắm mà mặt vẫn còn ửng hồng, khuôn mặt cô gái trong gương hình như không phải cô rồi. Chọc chọc má mình lại khẽ xoa xoa, cô thầm cảm thán. Mềm quá, xinh quá. Diệp An chớp mắt ngang dọc, xoay ngược xuôi ngắm mình rồi cứ tự khen. Nhớ đến tối nay anh khen mình mấy lần mà cười thành tiếng sảng khoái. Thiệu Khiêm thay xong quần áo ngủ, nghe tiếng cô cười thì không nhịn được mà thò mặt vào. Diệp An vẫn không nhìn ra mà phồng mang trợn má làm đủ kiểu biểu cảm rồi không ngừng nói. Sao mình xinh thế? Xinh thật ấy. Chồng khen chắc là đúng rồi. Có vẻ như mình hợp lấy chồng hơn là làm tình nhân. Không nhịn được biểu cảm và những câu nói vu vơ của cô mà anh cũng cười theo. Em đang tập hài kịch đấy à? Diệp An giật mình thốt lên. Ôi chồng ơi, anh đứng đấy từ bao giờ thế? Đủ nhìn thấy em là mặt chú hề. Cô ngại chồng liền đi vèo ra ngoài, chân tay cứ díu lại với nhau. Thoa xong kem dưỡng da, nhưng thấy Thiệu Khiêm đi ra thì vẫn cứ ngồi vỗ mặt. Đợi anh nằm hẳn xuống giường nhắm mắt rồi, cô mới lò dò tắt điện, nhấc chăn nằm xuống. Ngỡ anh đã ngủ, nhưng rồi Thiệu Khiêm lại xoay người để tay trên bụng cô thủ thỉ. Em không phải ngại anh, thích gì cứ làm, cũng không cần phải khách sáo. Sau này anh sẽ tính với em vậy. Diệp An xoay mặt về phía anh, gối đầu lên tay mình, nhìn anh chăm chú. Rồi chớp mắt bất ngờ khi nhìn thấy mặt anh ở bộ dạng này không hề đáng sợ gì cả. Hiền còn khá trẻ nữa, sao lại cứ bày ra bộ dạng dọa chết cô như vậy chứ? Anh chỉ nằm im không trả lời câu hỏi của cô. Không ai nói chuyện, cứ nằm im nhìn nhau, mỗi người chìm trong một mớ suy nghĩ. Cuối cùng cô quyết định mở miệng trước. Khiêm, em có chuyện này muốn nói với anh. Ừ. Cô Hương bắt cóc em đến, đòi cởi váy em ra.
rồi yêu cầu họ ném em xuống núi. May mà em thông minh, không thì anh quá vợ rồi. Nhưng từ chuyện này em có một suy luận nữa, anh muốn nghe không? Thiệu Khiêm buồn ngủ nhưng thấy vợ đang hào hứng còn tỏ ra bí hiểm nên vẫn mở mắt chờ đợi. Anh thử điều tra lại vụ tai nạn của anh năm xưa đi. Em nghĩ cô ta có nhúng tay vào. Cô ta ra lệnh xử lý em rất lạnh lùng tàn nhẫn không hề chớp mắt. Anh nói xem, biết đâu cô ta thả con săn sắt bắt con cá rô. Anh yêu chị kia mà cô ta chỉ đứng ngoài rìa, nên một mũi tên trúng nhiều đích. Tình yêu của anh xấu số rồi cô ta nghiễm nhiên chiếm dụng anh. Còn anh vì nghĩ bản thân có lỗi nên bù đắp cho cô ta. Nếu như anh dễ dàng yêu thì biết đâu bây giờ cô ta có anh rồi cũng nên. Thiệu Khiêm kéo Diệp An nằm sát lại cho cô gối đầu lên tay mình. Cô ta bây giờ muốn cũng chẳng thể làm gì được nữa, nên cứ cho ở trong đấy đi. Anh sẽ có cách kiểm tra, còn vụ tai nạn ấy lâu quá rồi, rất khó để điều tra lại. Anh chỉ cần tìm lại tài xế đã gây tai nạn là được mà. Cơ quan công an chắc vẫn còn lưu giữ. Anh có tiền mà, cho người ta chút tiền thì hỏi gì chẳng được. Thiệu Khiêm rũ mắt nhìn Diệp An, rồi hôn lên trán cô khen ngợi. Em thật thông minh. Chuyện, anh phải tự hào về em đi. Ừ, ngay cả việc em lừa cô ta mấy vố cũng rất đáng khen ngợi. Hôm nào thưởng cho em đi xem phim người lớn lần nữa. Em không lấy phần thưởng ấy đâu. Lấy đi, thiết thực thế còn gì. Không thèm. Cô ôm anh thật chặt, cả người lọt thỏm trong vòng tay anh, miệng toe toét cười. Ông xã, ngủ ngon. Anh thưởng cho cô một nụ hôn trán thật mạnh. Cô mang theo sự ngọt ngào và niềm hạnh phúc dâm gian vào giấc ngủ. Thiệu Khiêm trở lại công việc nên sáng sớm Diệp An dậy, anh đã đi làm. 2 giờ sẽ có phỏng vấn nên sau khi ăn sáng cô liền ngồi vào bàn học. Mẹ hẹn cô đi ăn trưa nhưng thời gian không có, cô đành hẹn bà vào lúc khác. Mẹ, hai tối ba mẹ qua nhà con ăn cơm ạ? Khiêm sẽ không vui đâu con. Để hôm nào con bớt bận thì mẹ con mình ra ngoài ăn nhé. Mẹ, vì sao mẹ lại kết hôn với ba anh ấy? Chuyện khá dài nên khi nào có thời gian mẹ kể cho con nghe. Khiêm đối xử với con tốt chứ? Con có hạnh phúc không? Hiện tại con rất hạnh phúc, anh ấy rất chiều con. Vậy thì tốt rồi, con quen Khiêm bao lâu thì kết hôn? 2 năm rồi ạ, không ngờ hai mẹ con mình lại kết hôn với 2-3 con chứ. Duyên thật đấy. Bà Linh Nhu nhìn ra khoảng vườn trước mặt nén thở dài. Duyên số đôi lúc là do sự sắp đặt của con người thôi. Con học thi đi, mẹ không làm phiền con nữa nhé. Dạ, con chào mẹ. Buổi trưa anh không về nên Diệp An cũng chỉ nấu ăn qua loa. Trước giờ phỏng vấn tâm trạng bồi hồi, chống lòng đập thình thịch, nên phải tự trấn an mình thật lâu trước gương. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Lạc Lối Yêu của tác giả Trang Moon. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.